vào bài số 2, quản lý các cái đối tượng trong InDesign. Đầu tiên là mình nói về sắp xếp thứ tự. Thứ tự đối tượng nằm ở trên, mình chuyển xuống dưới, ở dưới mình chuyển lên trên, vân vân. Thì nó cũng giống như phần mềm AI á, các bạn sẽ chọn cho thầy cái lệnh Object Arrange. Rin to form là di chuyển lên trên cùng nè. Rin forward là chuyển xuống, chuyển lên một lớp. Control đóng hoặc vuông. Send backward là control mở hoặc vuông, chuyển xuống một lớp. Send to back là chuyển xuống dưới cùng. Đó, cái này được sử dụng rất là nhiều trên phần mềm Photoshop, phần mềm AI. Mai mốt các bạn học qua After Effects, nó cũng cho phép các bạn thực hiện bằng những cái phím tắt này luôn. Rất là dễ nhớ ha. Control Shift mở ngoặc đóng ngoặc là chuyển xuống dưới cùng hoặc lên trên cùng. Control đóng ngoặc mở ngoặc là chuyển lên xuống một lớp. Thì giờ để nhớ cho lâu hơn, thầy sẽ mở một cái thầy sẽ vẽ mấy cái hình ảnh rồi thầy sẽ di chuyển lên xuống cho các bạn coi thử ha. Ví dụ anh này đang ở trên cùng nè các bạn. Mình xuống chuyển xuống tầng lớp thì mình nói là Object Arrange, chọn là Send Backward. Đó, xuống lớp nữa là Object Arrange Send Backward. Còn các bạn mà muốn dùng phím tắt đó là Control đóng ngoặc vuông đó, là di chuyển lên từng lớp. Control mở ngoặc là di chuyển xuống từng lớp. Các bạn muốn lên trên cùng thì chúng ta sẽ dùng là Control Shift đóng ngoặc vuông, xuống dưới cùng Control Shift mở ngoặc vuông. Nó rất là hữu ích khi là tài liệu các bạn có nhiều cái đối tượng ha. Xong một phần. Phần tiếp theo là canh lề. Canh lề thì chúng ta có cái lệnh Align. Align thì trong phần mềm AI á, các bạn sẽ dùng Window Align, nó nằm bên ngoài. Còn trong phần mềm InDesign là nó bỏ vào cái menu này nè các bạn. Menu Window Offset and Layout. Chọn Align, tuy nhiên nó vẫn dùng phím tắt chung với AI, đó là phím Shift F7. Đó, bạn nào còn nhớ dùng phím tắt nó sẽ nhanh hơn. Ngoài cái chuyện canh lề trái, giữa, phải, ở trên, ở giữa, ở bên dưới, thì chúng ta còn có canh lề. Đó. Đây các bạn, mình có thể canh lề ở bên trái nè, canh lề ở giữa nè, canh lề ở bên phải nè. Ở đây nó không có phím tắt các bạn ha. Canh lề ở trên, canh lề ở giữa, canh lề ở dưới. Ngoài ra nó còn có cái phần là distribute object là canh đều. Các cái nhóm đối tượng bên đây là canh đều theo trục đứng, có nghĩa là các cái đối tượng nằm theo phương đứng vậy nè. Nha, còn đây là canh đều các cái đối tượng nằm theo phương ngang. Phương nằm ngang trục x á, còn phương đứng là trục y á ha. Đó, align to là các bạn canh đối tượng với ai? Canh đối tượng với ai? Vậy thì mình sẽ ôn lại một chút xíu phần này ha. Distribute spacing là đều khoảng cách. Cái này dành cho các đối tượng theo nằm theo trục đứng, trục đứng, trục y. Cái này là dành cho các đối tượng cho phương nằm ngang, nằm theo trục x. Rồi. Bây giờ thầy sẽ chuyển qua InDesign để thầy minh họa cho các bạn mấy cái công cụ. Thứ nhất là mình vẽ các cái đối tượng nè các bạn. Vẽ các cái đối tượng này là nằm theo trục x nè, theo phương nằm ngang. Thì lúc này các bạn muốn canh, các bạn nói là Window Offset Layout, các bạn nói là Path Align Shift F7. Rồi. Ví dụ những anh này mình sẽ canh ở bên trái. Canh ở bên trái ha. Các cái đối tượng này mình dùng để canh đều hàng đi. Mình dùng mấy anh này để mình xử lý cái đối tượng gọi là align. Thầy chọn ba anh này ha các bạn. Ba anh này. Ba anh này nó có cái vùng chọn lớn vậy nè các bạn. Vậy thì nếu các bạn quét chọn bình thường nó gọi là align to selection nè, align to selection. Selection là canh với vùng chọn á. Đó, vùng chọn các bạn lớn như thế này cho nên các bạn canh trái là nó sẽ nằm ở bên lề bên trái này nè, đây. Thấy không? Rồi thầy nhấn Ctrl Z quay lại ha. Canh ở bên phải là nó sẽ nằm theo cái lề phải này nè. Đó, tương tự canh ở trên, canh ở dưới. Đó, còn nếu mà các bạn canh ở giữa, canh ở giữa thì nó sẽ cùng nhau chạy vào tâm. Ở giữa nè.
ở giữa vậy là cùng nhau chạy hết nha. Vậy thì có cái trường hợp mình muốn là một cái đối tượng màu vàng làm đối tượng chính, thì các bạn click vô màu vàng cái. Bây giờ nó sẽ chuyển cái màu vàng thành đối tượng chính, nó gọi là Align to Key Object, nó tự động chuyển qua thôi. Nha, còn chuyển về selection là các bạn phải chọn lại đó. Rồi bấm thêm cái nữa là tự động chuyển qua Align to Key Object. Đó, đối tượng này sẽ đứng yên. Cho nên bây giờ các bạn mà canh trái là nó sẽ lấy cái lề của cái hình màu vàng này, canh trái này đó, nó thẳng hàng theo hình màu vàng, canh phải nó cũng theo hình màu vàng. Bởi vì nó là đối tượng chính rồi nha. Trường hợp tiếp theo các bạn là Align to Margin. Margin chính là cái lề màu tím tím này nè. Nó ví dụ mình canh bên trái là nó nằm ngay cái lề của cái margin đây. Đó, rất là tiện ha, canh bên phải là lề bên phải đây nè. Canh ở giữa là nằm ở giữa cái lề này. Tiếp tục chúng ta có là Align to Page. Align to Page có nghĩa là nó sẽ canh theo trang giấy á, canh trái. Đó, nó nằm bên trái trang giấy, canh phải nằm phải trang giấy. Được các bạn? Đó, vậy là trong InDesign nó cho phép các bạn canh theo rất là nhiều cái thuộc tính khác nhau. Tiếp tục, các bạn có cái phần là Distribute. Distribute những đối tượng này gọi là Distribute Top Edge, Distribute Vertical. Các bạn để ý nó có chữ Vertical đó, có nghĩa là nó dành cho các đối tượng nằm theo phương đứng trục Y là thằng này. Yeah. Ví dụ thầy sẽ nói là Distribute Top Edge, Top Edge là cạnh trên. Xin lỗi, nhấn Ctrl Z quay lại, mình quay về mình chọn là Align to Selection, có nghĩa là canh theo những cái đối tượng mình chọn thôi. Distribute Top S này. Top S, Top S đó là nó canh theo cạnh trên, cạnh trên đó. Còn này là Distribute Button, Button S có nghĩa là cạnh dưới. Ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cạnh trên của hình thứ nhất đến cạnh trên của hình thứ hai. Đó, cạnh trên của hình thứ nhất đến cạnh trên của hình thứ hai là nó sẽ bằng nhau, bằng từ hình thứ hai đến hình thứ ba, hình thứ ba đến hình thứ tư. Đó, nếu mà các bạn không rõ điều này thì thường các bạn canh mấy cái lệnh này, các bạn nói là nhìn sao nó cứ lệch lệch với nhau ha. Distribute Center có nghĩa là canh giữa tâm. Đó, anh này là canh theo cạnh trên của hình thứ nhất đến cạnh trên của hình thứ hai. Ở đây là Distribute Button S có nghĩa là cạnh dưới. Đó, các bạn coi nó có khác nhau không? Nha, đây. Nhìn thì thấy khác rồi đó, cạnh nè. Đó, nó cũng không bằng nhau thấy không? Cạnh dưới là khác, cạnh trên là khác. Cạnh dưới của hình thứ nhất đến cạnh dưới của hình thứ hai. Đó. Là bằng hình thứ hai đến hình thứ ba và cứ tương tự như thế. Hình thứ hai cạnh dưới nha, tính cạnh dưới. Nó tính cạnh dưới. Đó. Rồi tương tự Distribute Center có nghĩa là canh tâm của hình thứ nhất đến tâm của hình thứ hai. Tương tự chiều ngang cũng vậy luôn các bạn. Distribute Left là cạnh trái của hình thứ nhất đến hình thứ hai. Distribute Center tâm của hình thứ nhất đến tâm của hình thứ hai là bằng nhau. Đến hình thứ hai, thứ ba ha. Còn này là Distribute Right. Right S là cạnh phải nha, cạnh phải của hình thứ nhất đến cạnh phải của hình thứ hai, cạnh phải hình thứ hai đến hình thứ ba, hình thứ ba đến hình thứ tư, nó tính ở cạnh phải các bạn ha, cạnh bên phải. Hiểu các bạn? Rồi còn bây giờ các bạn muốn là điều khoảng cách, điều khoảng cách là các bạn dùng cái anh này đến cái phần là basing đó. Đây các bạn nhớ bỏ qua cái phần đo này ha, thì đây điều khoảng cách basing của đối tượng nằm ngang đây. Giờ mình mới nhìn thấy điều này nha. Đó, bởi vì cái khoảng cách là dễ nhìn nhất. Rồi cái này là distribute basing, nhưng mà mình muốn điều khoảng cách thì mình dùng cái này, dùng theo cái trục đứng ha. Đó, vậy là điều khoảng cách. Rồi hiểu hết các trường hợp chưa các bạn? Đó, sau này có dịp mình sẽ dùng đến ha. Bây giờ công việc tiếp theo, tiếp theo là chúng ta sẽ nói vấn đề cộng trừ các cái đối tượng. Cộng trừ đối tượng thì các bạn có bảng Pathfinder. Ở bên AI các bạn có cái bảng Window Pathfinder.
hoặc là Control Shift F9. Tuy nhiên ở đây nó sẽ nằm ở trong đây các bạn, Windows Object Layout Pathfinder, không có phím tắt. Vì thế mình sẽ dùng đỡ cái phím Shift F7 rồi mình mở hai cái tab này dính nhau, ba tab này dính nhau. Đó. Anh này anh làm gì? Anh cho phép các bạn cộng trừ lấy làm sao? Cộng trừ lấy làm sao? Nha, ví dụ như là ba này cộng lại nè. Đó. Ctrl Z quay lại ha. Để thầy kéo mấy anh này rời xa chút xíu đi để các bạn dễ hình dung nha. Mấy cái này chắc các bạn còn nhớ hết ha. Rồi đây các bạn, cộng lại nè, nó dính lại hết, trừ ra nè. Trừ ở đây là hình trên trừ hình dưới nha các bạn. Cho nên cái cuối cùng của bạn, hình này trên, thằng này trên, thằng này dưới, vậy là còn lại đúng cái anh màu hồng thôi, trên trừ dưới. Đó. Rồi tiếp tục ngược lại nè, ở dưới trừ trên thì phần còn lại là một anh màu xanh hoặc một anh màu vàng. Để biết được còn anh nào thì mình sẽ nắm, mình kéo gần lại anh coi thử. Vậy là nó sẽ còn lại cái anh màu vàng, bởi vì màu vàng là nằm trên cùng trong ba đối tượng này, dưới trừ trên. Đó, còn cuối cùng một anh màu vàng. Được chưa? Rồi giao nhau thì các bạn sẽ kết hợp hai hình thôi. Đó, vậy là các bạn sẽ được phần giao. Ba hình nó không hiểu, bỏ phần giao. Exclude overlap. Đó, bỏ phần giao. Được chưa các bạn? Đó là cái công cụ bình thường ở trong trong Illustrator. Còn bây giờ nó có bổ sung cái phần này, đổi kiểu khung. Đổi kiểu khung. Vậy thì anh này anh đổi như thế nào đây? Các bạn chọn vào đối tượng nè. Các bạn đổi, ví dụ bạn đổi hết qua hình vuông. Ok, nó thành hình vuông hết. Thấy không? Rồi tiếp tục nè, các bạn đổi qua hình vuông bo góc. Ok, nó thành hình vuông bo góc hết. Góc bo ở trên này nè các bạn, mình có thể tăng giảm cái góc bo. Mình có thể đổi cái kiểu, các cái kiểu điểm ha. Các cái kiểu điểm cắt góc luôn nha. Đó, vậy là thằng này cho phép mình chỉnh nè, cắt góc. Bo góc ngược vào bên trong. Bo góc ở phía ngoài ha. Chuyển thành hình ellipse, chuyển thành hình tam giác, chuyển thành hình đa giác, chuyển thành một cái đường gạch chéo ha. Đó, hoặc là một cái điểm luôn, mà thường cái điểm không ai xài nha. Rồi vậy thì ở đây nó giải quyết cho các bạn bài toán là đổi kiểu khung. Bởi vì các bạn đã thấy là công cụ này nó chỉ chứa ba công cụ thôi, vuông, tròn với đa giác. Vậy thì các bạn muốn chỉnh sang những cái kiểu khung khác thì chúng ta sẽ dùng bảng Pathfinder để đổi tất cả các kiểu khung mà giống như những phần mềm khác, Illustrator, Photoshop. Nó cho mình vẽ nhiều hình, còn đây nó vẽ ba hình thì nó sẽ cho phép mình biến dạng các cái khung hình đó. Nha, khá là hay. Rồi tiếp tục là Convert Point. Convert Point là chỉnh các cái điểm đó các bạn. Chỉnh điểm thì nó liên quan đến Direct Selection. Các bạn chọn điểm nè, các bạn nói là bẻ cong, bẻ cong thì lúc này nó sẽ hiện ra cái tiếp tuyến cho các bạn chỉnh, hiện ra cái tiếp tuyến cho các bạn chỉnh nha. Còn bây giờ các bạn muốn thẳng trở lại thì các bạn bấm vào đây, các bạn nói là cho thẳng nè. Đó, vậy là xong. Vậy là anh này làm gì? Cộng trừ lấy dao, đổi kiểu khung và đổi kiểu điểm. Được chưa các bạn? Đây, anh này ngoài cái việc cộng trừ lấy dao còn cho phép đổi kiểu điểm và đổi kiểu khung. Đó, nếu bạn nào không thích cái bảng này, các bạn có thể dùng một cái lệnh trong InDesign. Đó là lệnh này nè các bạn. Lệnh đó là Object Convert Shape. Chọn ví dụ chuyển hết qua hình chữ nhật. Đó. Nó biến đổi rất là nhanh chóng và đơn giản. Kiểu các bạn, mà mấy phần mềm như là AI Photoshop không có đâu. Nó cho mình vẽ nhiều thứ nhưng mà nó không cho đổi kiểu. Còn bên đây là ngược lại, vẽ ít nhưng mà đổi được rất là nhiều kiểu khác nhau.